yêu thương rạng ngời cho nhân gian nắng hồng thắm tươi, thế gian ngát hương đạo vàng, lá xanh xanh thắm đất trời, núi sông reo vui thái hòa. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, nén hương vô úy tâm thành kính dâng lên mẹ, từ bi cho quê hương mưa lành gió êm, tiếng chuông vang vọng đại ngàn, bé thơ tung tăng đến chùa lắng nghe mọi nhịp lời kinh. Mẹ từ bi, mẹ Quán Thế Âm, hai chiều âm cuốn sạch trầm ô, một vầng trăng tỏa sáng trong cho ta thấy chân hạnh phúc. Mẹ từ bi, mẹ Quán Thế Âm, nhành dương liễu cam lộ chở che, vòng oan khiên nghiệp chướng con đường về mẹ từ bi. Xa lánh yêu phiền,
trọng tổ chức lễ khánh thành Quan Âm Bảo Đài, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngôi tu viện Trúc Lâm và đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm, xin thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni quan lâm lễ đài chứng minh cử hành khóa lễ. Kính mời toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng đồng chắp tay xưng niệm danh hiệu Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát cung nghinh chư tôn thiền đức quan lâm. Respected venerable members of the Sangha, dear honored guests, ladies and gentlemen, welcome to the Westlock Meditation Center. Today is the 10th of August 2014. We are gathering here to celebrate the inauguration of the Compassion Bodhisattva statue, the celebration establishment of the 25 years of the Trúc Lâm Monastery, and the Parents' Day. At this moment, our community is in peace and calmness. May we invite you all to turn off your cell phone, rise and join your palms to welcome the venerable monks and nuns. Thank you.
Nam Mô Hiện Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị quan khách và toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng. Lễ đài rực rỡ nghiêm trang, đạo tràng tứ chúng hân hoan kính mừng. Đèn hoa tỏ khắp sáng trưng, khánh thành tôn tượng tưng bừng vui thai. Nhân đây cũng chính là ngày 25 năm kỷ niệm dựng xây chùa này. Thành tâm cung thỉnh quý ngài niệm danh Bồ Tát trước đài chứng minh. In order to begin our celebration, may we invite the venerable monks and nuns and all honored guests, please join your palm to recite Avalokiteshvara 3 times, and we wish the Avalokiteshvara, Goddess of Mercy, will appear and protect us. Và để bắt đầu chương trình lễ khánh thành tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cũng như lễ kỷ niệm chúc mừng 25 năm thành lập tu viện Trúc Lâm và lễ Vu Lan báo hiếu, xin thành tâm cung thịnh Chư Tôn Đức Tăng Ni trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay đứng dậy xin niệm danh hiệu Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát 3 lần, cầu Bồ Tát quan giáng đạo tràng chứng minh gia hộ. Nam mô Oh,
con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức tăng ni an tòa. Kính mời toàn thể đại chúng đồng an tòa. Please be seated. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa quý Phật tử, quý vị quan khách, quý đồng hương thân mến, Quán Âm Bồ Tát Thánh Linh Thiêng, nhiều kiếp tu nhân đạo quả viên, muôn xứ tính cầu muôn xứ ứng, sông mê qua lại một từ thuyền. Nói đến Phật giáo, người ta nghĩ ngay đến đạo từ bi cứu khổ, mà hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt vời nhất, thiết tượng không ai khác hơn là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, hai mẹ hiền Quán Âm vậy. Vì vị Bồ Tát này có đầy đủ phẩm chất của một người mẹ trong tất cả những người mẹ, hình như trong mọi trái tim của những người con Phật thuần thành, nhất là giới Phật tử bình dân, không ai là không có hình ảnh đáng tôn kính của vị Bồ Tát giàu lòng từ bi, hay cứu khổ ban vui. Mỗi khi gặp những hoàn cảnh bất hạnh trái ngang trong cuộc sống, thì chân dung của Bồ Tát lại xuất hiện trong tâm hồn của chúng sanh như người mẹ hiền đầy lòng bi mẫn, sẵn sàng che chở những đứa con thơ dại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, dòng thời gian lại thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 25 năm kể từ khi thành lập ngôi tu viện Trúc Lâm. Nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự hộ niệm của chư tôn đức và sự phát tâm ủng hộ cúng dường của 10 phương Phật tử, mà ngôi tu viện đã lần lượt tu bổ sửa sang, đến nay có thể nói là hoàn mãn. Tuy không đồ sộ, cổ kính như những ngôi dập tòng lâm tự viện khác, nhưng tu viện Trúc Lâm rất vinh dự tự hào là ngôi chùa mang đậm nét quê hương Việt Nam, nơi bản xứ quê người. Và hôm nay, với sự gia trì của Tam Bảo, sự đồng thuận hỗ trợ tinh thần của chư tôn đức tăng ni và sự nhiệt tâm hộ trì của quý Phật tử xa gần, chùa đã kiến tạo tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát Tam Thân trong khuôn viên tu viện Tây Thiên, trước hết là để trang nghiêm đạo tràng cúng dường lên Tam Bảo, thứ đến là làm nơi chiêm bái tu học cho quý Phật tử. Bên cạnh đó, cũng giúp cho người dân đất Việt tha hương chúng ta cảm nhận được một chút hình ảnh thân quen của quê hương đang có mặt nơi đất khách quê người. Xa hơn nữa, đây cũng là cách để giới thiệu một phần nào nét đẹp của văn hóa Phật giáo Việt Nam đến với người bản xứ. Chính vì những lý do trên mà Hòa Thượng Viện Chủ, Đại Đức Trụ Trì đã phát tâm xây dựng tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày 10 tháng 8, 2014, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngôi tu viện Trúc Lâm và khánh thành tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng vừa kiến tạo hoàn thành, nhân sự tùng sự Hòa Thượng Viện Chủ Đại Đức Trụ Trì long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Quan Thế Âm Tam Thân trong khuôn viên tu viện Tây Thiên, để cầu thỉnh 10 phương Tam Bảo quan giáng đạo tràng chứng minh, và cũng để niệm ơn chư tôn đức đã thương tượng đến hàng hậu tấn chúng con, đồng thời cũng tri ân và tán dương công đức của quý Phật tử đã phát tâm cúng dường tài lực cũng như sức lực cho Phật sự tại tu viện Trúc Lâm suốt 25 năm qua, và tu viện Tây Thiên được thành tựu viên mãn,
Đó chính là lý do quan trọng của buổi lễ hôm nay. Giờ này thay mặt ban tổ chức thành kính cung nghinh sự quan lâm chứng minh của chư tôn đức tăng ni, kính nguyện chư Phật Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ quý ngài được pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, đồng thời cũng cầu nguyện Tam Bảo tùy từ thường gia hộ đến các Phật tử, quý vị quan khách đồng hương được bình an, hạnh phúc, sở nguyện, sở cầu được thành tựu như ý. Respected the venerable members of Sangha, dear honored guests, ladies and gentlemen, when you think about Buddhism, you immediately think the way of compassion. One of the best represented image is Avalokiteshvara, goddess of mercy. This Bodhisattva is the mother of all mothers in the heart of all Buddhists. Our souls are imprinted with her image, the image of compassion. Whenever we are suffering, we vow for Avalokiteshvara. Whenever we vow for her name, our painful souls are healed by the compassion light. Avalokiteshvara, our mother, always protect us with her compassion and love. Respected venerable members of the Sangha, respected Buddhists and all honored guests, the passage of time has gone by and it has been 25 years since Juklam Monastery was founded. With the blessing of the Triple Gems, the support from venerable members of the Sangha, and the support of benefactors from all over the world, the modifications of Juklam Monastery have been completed. Though our monastery cannot rival to other famous monasteries around the world, we take pride in our ability to incorporate the Vietnamese culture on a foreign country. Today, with the blessing of the Triple Gems, with the agreement and moral support from the venerable members of the Sangha, and the support from followers near and far, we have an opportunity to present you the statue of Avalokiteshvara, Goddess of Mercy, at the Westlock Meditation Center. First of all, the statue symbolizes our offerings to the Triple Gems. It also serves as a place of admiration and learning for our followers. Third, it gives us a sense of familiarity to those that are far away from their motherland. Lastly, to introduce to foreigners an insight into the Vietnamese Buddhist community. For all the above reasons, our two masters of the Juklam Monastery have decided to build the statue of Avalokiteshvara. Today, the 10th August of 2014, also marks the 25th anniversary of Juklam Monastery and the inauguration ceremony of the Avalokiteshvara statue with the presence of our two venerable masters, Hòa Thượng Vĩnh Châu, Đại Đức Châu Trì, at the completion ceremony of the statue at the Westlock Meditation Center. We pray the Triple Gems to bless us with their presence to witness the completion ceremony. We would also like to thank the venerable members of the Sangha for their endless support, as well as the benefactors who donated their time, labor, funds towards the completion of the Juklam Monastery and the Westlock Meditation Center. That is the main reason that we are here today. At this moment, on behalf of the organizing committee, we respectfully invite the venerable members of Sangha. We pray that the Buddhas and the Avalokiteshvara bless the venerable members living in peace and happiness, and their original promise and wish to be fulfilled. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, Tây Thiên tràn ngập nắng vàng, cùng về có hội đạo tràng hôm nay khánh thành tôn tượng Bảo Đài. 25 năm kỷ niệm ngày khai sáng chùa. Hôm nay, nơi đạo tràng tu viện Tây Thiên long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát
và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tu viện Trúc Lâm với chương trình như sau. 1. Niệm Phật cầu gia vị. 2. Tuyên bố lý do. 3. Giới thiệu thành phần tham dự. 4. Diễn văn khai mạc của Đại Đức trụ trì kiêm trưởng ban tổ chức. 5. Thuyết minh về Vu Lan, hợp ca bông hồng cài áo. 6. Đạo từ 25 năm Hội Phật học Edmonton, tu viện Trúc Lâm của Hòa Thượng Viện Chủ. 7. Phát biểu của quan khách và Phật tử tu viện Trúc Lâm. 8. Rời liều tiến đến lễ đài, vũ khúc cúng dường Quán Âm, trình bạch ý nghĩa tam thân Quán Âm. 9. Cảm tạ của ban tổ chức, vũ khúc thứ hai. 10. Các băng khánh thành, niệm hương, tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng và cung thỉnh chư tăng hồi quy. Today at the Westlock Meditation Center, we are honored to celebrate the 25 years of Trúc Lâm Monastery and the completion of the statue of Goddess of Mercy. The ceremony will proceed as follows. Offering of a prayer, announce the reason for the ceremony, introduction of the participants, opening message from Reverend Thich Phat Hoa, message about the Parents' Day and group singing, Bông Hồng Cài Áo, translated red rose that you're wearing on most of their shirts right now, message to commemorate the 25th anniversary of Trúc Lâm Monastery by Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, thoughts from our visitors, and the message about Avalokiteshvara, where we will be leaving the tent towards the ceremony stage. There will be a dance offering and the explanation of the Avalokiteshvara statue. And lastly, the appreciation of the organizing committee, which will include a dance and an ending of prayer. Kính thưa quý liệt vị, đạo tình muôn thuở không phai, đạo màu bao thuở vì ai dạy truyền, chư tôn an tọa hiện tiền, đôi lời giới thiệu xin nguyện chứng minh. Trong khung cảnh trang nghiêm, trang hòa ảnh đạo, với niềm hân hoan của toàn thể quý Phật tử, trong ngày lễ khánh thành tôn tượng Bồ Tát Tam Thân, 25 năm tu viện Trúc Lâm và đại lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay, giờ này bao trái tim dường như đang lắng động để hòa vào nhau cùng chung một nhịp đập kính mừng sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức tăng ni. Chúng con vô cùng vinh hạnh xin được cung kính giới thiệu sự hiện hữu chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Minh, Viện Chủ Vô Ưu Temple. Please welcome Venerable Thích Tuệ Minh Vô Ưu from the Vô Ưu Temple. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tọa Viện Chủ Thích Thiện Tâm, Viện Chủ Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên. Please welcome the Venerable Thích Thiện Tâm from the Westlock Meditation Center. Chúng con kính cung thỉnh và giới thiệu sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo, trụ trì Chùa Hoa Nghiêm, Vancouver. Please welcome Venerable Thích Nguyên Thảo from the Hoa Nghiêm Temple in Vancouver. Chúng con kính cung kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Quảng Điền, trụ trì Chùa Phổ Đức, Calgary. Please also welcome Venerable Thích Quảng Điền at the Phổ Đức Temple in Calgary. Chúng con kính cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm, tu viện Tây Thiên. Please welcome Venerable Thích Pháp Hòa from the Trúc Lâm Monastery Meditation Center in Westlock. Và cung kính giới thiệu quý sư đến từ Sri Lanka Temple, Tỳ Kheo Chanda Nanda. Tỳ Kheo Nanda và Tỳ Kheo Nidankara.
Về phía Chư Tôn Đức Ni, chúng tôi xin cung kính giới thiệu sự hiện diện của Ni Sư Thích Nữ Như Thiện. Sự hiện diện của Ni Sư Thích Nữ Minh An. Kính giới thiệu sự hiện diện của Ni Sư Thích Nữ Diệu Thắng. Ni Sư Thích Nữ Như Nhật. Ni Sư Thích Nữ Như Liên. Và chúng con đồng cung kính giới thiệu sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện hữu nơi đạo tràng hôm nay. Please also welcome our honorable guests for today, Mr. Honorable Thomas Lukaszek, MLA Edmonton Castledown, Mrs. Maureen Kubitnik, MLA Westlock, Farhead and Loringville, Reeve Bud Massey, Reeve of the Westlock County, Mrs. Annette Bossamont, on the behalf of the Mayor of Larimer, and Dr. Stephen Ung. Chúng tôi xin được giới thiệu 6 vị đại diện Hội Người Việt Edmonton, hướng dẫn đoàn là Hội trưởng Lê Thúy. Đại diện của Hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Edmonton, ông Phan Ngọc. Và quý Phật tử từ các nơi ở châu, Âu châu, Á châu và các thành phố thuộc Canada như Calgary, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Red Deer, Toronto, Montreal, Yellowknife, Edmonton và các vùng phụ cận. Chúng tôi cũng xin hân hoan chào đón giới thiệu sự hiện diện của khoảng 5.000 Phật tử đồng về tham dự chiêm ngưỡng lễ bái tôn tượng Bồ Tát và chung vui trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm tu viện Trúc Lâm và đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Hôm Nay. The next on the agenda, we would like to thank you for all of those that have gathered here today for the completion ceremony of the Ablocitera statue. Our heart seems to beat as one to welcome the venerable main members of Sangha. We are honored to introduce to all those honored guests and special attendees today. We'd like to welcome almost 5,000 Buddhists and everyone that is in presence today to pay the respects to the Ablocitera statue. Tiếp theo chương trình là diễn văn khai mạc đại lễ. Kính cung thỉnh Đại Đức Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm, tu viện Tây Thiên, trưởng ban tổ chức, tuyên đọc diễn văn khai mạc. Kính cung thỉnh Thầy. Please join us to welcome Reverend Thích Pháp Hòa, organizing chairman, for his opening speech. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô quá khứ chánh pháp minh, hiện tại Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chính Minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị quan khách, quý đồng bào đồng hương Phật tử. Trước hết, chúng con thành kính đảnh lễ niệm ơn Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già Nhị Bồ đã đáp lời thỉnh cầu của chúng con, quang lâm chứng minh đại lễ khánh thành Quan Âm Bảo Đài kỷ niệm Viện Phật Học Edmonton tu viện Trúc Lâm 25 năm và đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2558. Đồng thời xin hân hoan chào đón quý quan khách
đồng bào, đồng hương, Phật tử khắp nơi trên thế giới và các vùng phụ cận hiện diện trong buổi đại lễ hôm nay. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nói đến đạo Phật thì người ta liền liên tưởng đến hai chữ từ bi, vì đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ. Từ bi là tình thương, là nhựa sống, là suối nguồn tắm mát bao vàng trái tim khô cằn trong cuộc sống. Thiếu tình thương trên đời thì lẽ sống sẽ héo mòn cằn cỗi. Trong nhân gian, mẹ là biểu tượng của tình thương. Trong Phật giáo, Bồ Tát Quan Âm là biểu tượng của mẹ hiền, của tình thương. Chúng ta học được ở ngài tấm lòng thương yêu trang trải khắp chúng sanh, không phân biệt sang hèn quý tiền, kẻ oán người thân, lắng nghe tất cả tiếng kêu của chúng sanh để rồi vào đời hóa độ. Chúng ta có trí tuệ sáng suốt, quán sát các pháp uyển chuyển mềm mại như chính nhành dương liễu trên tay ngài, nỗ lực thân tâm nhìn rõ bản chất cuộc đời, từ đó tiến tu đạo nghiệp tự lợi lợi tha. Chúng ta trang bị một tinh thần không khiếp sợ, tin sâu nhân quả, tự tạo cho mình một nền móng vô quý vững chắc trong tâm hồn. Biểu tượng từ bi là Phật, biểu tượng của trí là Pháp, và biểu tượng của dũng là Tăng. Bi trí dũng là Châm Ngôn và cũng là Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chính vì thế mà chúng tôi thành tâm kiến tạo Tam Thân Quan Âm, biểu tượng cho Tam Bảo và ba đức tánh từ bi, trí tuệ và dũng lực của một người Phật tử, hay của tất cả mọi người chúng ta cần có khi sống trong đời. Như vậy, biểu tượng Quán Thế Âm cũng chính là tinh thần bi trí dũng ngay nơi tâm niệm mỗi chúng ta. Đó chính là thần chú Quan Âm, Đà La Ni Quan Âm, Pháp Tu Quan Âm. Mắt sẽ là từ nhãn nhìn thấu suốt mọi cảnh giới, mọi tâm địa. Tai sẽ được viên thông nghe hết bao nhiêu tiếng gọi trong muôn ngàn thế sự đa đoan. Ngày nay, tại vùng đất Tây Thiên, Westlock, xa xôi hẻo lánh thuộc tỉnh bang Alberta, Canada, chúng ta dày công xây dựng Quán Âm Bảo Đài để tôn vinh cũng như tri ân hạnh nguyện cao cả của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó cũng chính là thông điệp gửi đến tất cả mọi người hướng về chánh pháp với tinh thần từ bi, trí tuệ và vô úy. Bên cạnh công trình này còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn, là góp phần hội nhập nền văn hóa Phật giáo vào di sản văn hóa đất nước Canada. Hơn thế nữa, chúng ta hằng ước mong thánh hiệu Bồ Tát được vang vọng giữa muôn trùng sông núi, rền khắp tâm khảm chúng sanh, và bóng đêm vô minh không còn khi phần hào quang vi diệu của chánh pháp rực sáng, để con cháu của chúng ta biết được cội nguồn, cố gắng vung bồi và phát triển. Biển cả triều dân tiếng phổ môn, chính tầng xét ngát hiện đồng chơn, cam lồ giọt nước cành dương rải, thấm nhuận sơn hà cảnh sắc xuân. Một lần nữa, chúng con kính tri ơn quý ngài đã hiện diện hộ niệm cho chúng con, và kính tri ơn toàn thể quý thiện nam tín nữ, đồng bào Phật tử khắp nơi đã hỗ trợ cho công trình này trong suốt hơn 2 năm qua. Và đây là một niềm hãnh diện chung cho tất cả chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý ngài và đẹp quý vị an trú trong thảnh thơi và có nhiều niềm vui. Namo Shakyamuni Buddha. Namo Avalokiteshvara. Respected most venerable monks and nuns, dear honored guests, brothers and sisters. First of all,
I would like to take this opportunity to express our deep gratitude and a warm welcome to the venerable members of the Sangha, honored guests, and to each and every one of you for your participation in today's joyous and special occasion. Today, we partake in the inauguration of the Compassionate Bodhisattva statues, the 25th anniversary of the Edmonton Buddhist Research Institute, and the Parents' Celebration Day. When speaking about Buddhism, we think of compassion and loving kindness. Compassion means loving kindness, and loving kindness is vigor. And when compassion is present, it is like a stream that is able to refresh and heal many lost souls. Without love, life would be very cold and dry. The mother is a symbol for love. In Buddhism, the Compassionate Bodhisattva resonates this meaning of love and symbolizes the mother of mercy. We learn from the Bodhisattvas to cultivate our loving kindness more and more each every day so that we can love and help others without discrimination. And by listening deeply, we are able to relieve suffering from others and bring happiness to them. Now, I will share the meanings of the three faced Bodhisattva statues located behind us. Avalokiteshvara Bodhisattva wears a white robe. The right hand holds a willow branch to symbolize patience, while the left hand holds a pure nectar water bottle to symbolize love and compassion. Only the willow branch has the ability to bring pure nectar water to shower living beings and to extinguish their afflictions. Avalokiteshvara Bodhisattva wears a lotus flower robe. The right hand is in the mudra position to symbolize concentration, while the left hand holds the heart of the Prajna Paramita Sutra, also known as the Heart Sutra, to symbolize highest wisdom. Only concentration and insight are able to clarify the true nature of all dharmas. Realizing the untrue dharma through dependent origination, one can overcome suffering. Avalokiteshvara Bodhisattva wears a bamboo leaf robe. The right hand holds a pearl to symbolize fearlessness, while the left hand holds the dharma wheel to symbolize right effort. Avalokiteshvara Bodhisattva sees the dharma clearly and applies compassion and fearlessness to turn the dharma wheel to help human beings. We constructed this loving kindness project with the purpose of honoring and commemorating the Bodhisattva, the one who lived for the sake of all living beings. To bring the message of peace to everyone's heart, we know that once there is no hatred, greed, ignorance, and discrimination, there is true peace. And finally, we constructed this project to contribute our humble work to the heritage of Alberta, Canada, the peaceful homeland, and a heritage for future generations to come. Once again, thank you for participating in today's joyous occasion. May the voice of love touch everyone's heart today. Namo Shakyamuni Buddha. Namo Buddhaya.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, quý vị quan khách hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng khó phủ kính công cha. Trời mây biển nước bao la, ân sanh dưỡng của mẹ cha khó bì. Ngày nay con trẻ hành y, Vu Lan thắng hồi thực thi pháp này. Ân cha nghĩa mẹ sâu dày, hoa hồng cài áo tỏ bài hiếu tâm. Không biết từ bao giờ người ta đã lấy hoa hồng để biểu tượng cho tình yêu thương nồng thắm. Trong đó có tình yêu thương của cha và mẹ. Tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời này, từ một đứa trẻ thơ ngây đến những cụ già óc bạc, từ một người dân quê đến các bậc cao sang quyền quý, từ một kẻ phàm phu cho đến các bậc thánh nhân. Không ai là không do cha mẹ sanh ra, không ai là không do cha mẹ dưỡng nuôi, chăm sóc từ thuở nằm nôi cho đến lúc trưởng thành khôn lớn. Kính thưa quý liệt vị, ở các nước phương Tây không có ngày Vu Lan, nhưng có ngày của mẹ và ngày của cha. Theo tập tục phương Tây, những ngày này nếu ai còn mẹ sẽ được cài trên áo đỏ hoa màu hồng, với niềm tự hào sung sướng khi biết rằng mình đang còn có mẹ. Và những ai mất mẹ sẽ được cài trên áo đỏ hoa màu trắng, biểu trưng cho sự mất mát đau thương trên cuộc đời vì mất đi tình yêu thương của mẹ. Kết hợp với tập tục phương Tây, nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu, chư tăng ni Phật tử tổ chức lễ cài hoa hồng để tượng nhớ đến ân đức cao vời của cha mẹ. Trong giây phút thiêng liêng trọng đại này, chúng con xin thành tâm cung thịnh chư tôn đức tăng ni và trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy dành một phút mật niệm để tưởng nhớ ân đức cao vời của Đức Thế Tôn đã vì chúng sanh chỉ bài phương báo hiếu, để tưởng niệm đến đại hiếu Mục Kiền Liên Tôn giả, người đã khai nguồn cho pháp Vu Lan duyên khởi, để nhớ đến ân thâm giáo dưỡng của bậc thầy tổ và để hoài niệm công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời để tưởng nhớ đến ân đất nước đồng bào chúng sanh vạn loài, để tưởng nhớ bốn ăn sâu nặng, xin một giây tĩnh lặng niệm ân. Chân hương nguyện kết ngũ phần, tâm hoa thất tình kính dâng trước đài. Chúng ta hãy dành một phút mật niệm để tưởng niệm đến bốn ân nặng mà ta đã cưu mang trong cuộc đời. Phút mật niệm xin được phép bắt đầu. Phút mật niệm đã trôi qua. Giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đội cài hoa tuần tự tiến về đạo tràng, cài những đóa hoa trên áo chư tôn đức tăng ni, tượng trưng cho tinh thần giải thoát thanh cao của Phật giáo, để tưởng niệm đến ân đức sâu dày của cha mẹ, người đã đưa ta vào đời, cho ta vay mượn thân này học đạo, để cho mẹ khắc khoải năm căn mong đời, cha từng tim vời vợi nhớ thương. Con đi cách biệt ngàn phương, bước chân du lãng dặm trường xa xôi,
tươi trên mỗi giờ tắt. Phương trời xanh dội mắt trong chờ. Ân cha nghĩa mẹ ô mờ, làm sao con dám thờ ơ chẳng hoài. Mỗi thời kinh hằng ngày khấn nguyện, nén hương lòng đốt quyền thành mây. Báo đền ân đức sâu dày, chuyên lo tu tập tìm ngày khắc ghi. Hồi vu lan thực thi đàn pháp, nói gương lành báo đáp sông thân. Đỏ hoa tưởng niệm thân ân, lặng lòng đón nhận kính dân nghiêm từ. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa quý liệt vị, nếu ai có dịp trở về vùng đất Ép Minh Tân này, hãy dừng chân ghé lại thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng nơi đây, mới cảm nhận được ý nghĩa tuyệt vời trong những câu thơ bình dị. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa ven sông. Vào chùa gặp được sư ông, lòng nghe thanh thoát, trừ không muốn về. Vâng, thật vậy, ai đã một lần đặt chân đến ngôi tu viện Trúc Lâm, tu viện Tây Thiên này, mà không khỏi bồi hồi xao xuyến, lưu luyến chẳng muốn rời chân. Vì ở tại nơi đây có một bậc thầy đã hy sinh, đem thân phục sự khắp nhân sinh, cho đời tươi đẹp thêm sức sống. Ôi công đức ấy thật muôn nghìn. Dù cho chúng con có tài thi ca tuyệt bút, nhã ngọc phun châu, cũng không sao dùng ngôn ngữ trần gian để tả hết thâm ân cao vời của bậc thầy khả kính đã hy sinh cả cuộc đời cho đạo pháp. Và hơn ai hết, thầy chính là người đã gắn bó suốt 25 năm qua tại ngôi già lam tu viện Trúc Lâm. Chính vì thế, giờ này chúng con xin thành tâm cung thỉnh hòa thượng thượng thiện hạ tâm, viện chủ tu viện Trúc Lâm, tu viện Tây Thiên, ban đạo từ 25 năm hội Phật học Ép Minh Tân tu viện Trúc Lâm, kính cung thỉnh hòa thượng. For those that have visited in Edmonton and especially had a chance to visit Trúc Lâm Monastery and Westlock Meditation Center, there is a sense of belonging and completeness that makes it hard for us to look forward to coming to Edmonton for another year. In speaking with about our venerable teacher, even the most famous poets will be lost for words to fully describe the contributions of our teacher have made in the last 25 years. Have brought us closer to understanding what is it meant to live a life following Buddha's teaching. His relentless work for helping others around the world and his compassion for his fellow students. At this time, we invite our most venerable teacher, Thich Nhat Hanh,